Bây giờ là chị nấu mặn gì? Xương với lại mấy cái giống như là gừng riền đồ nãy kia nọ xả đồ á cho nó có mùi cho giòn, không có xài mấy cái gói bột đi nãy kia nọ. Không có vậy không có gia vị nấu sẵn rồi đó. Không có xài cái đó. 3 ký cái kia với lại 5 ký này là 8 ký. 8 ký. Còn 8 ký cho 8 ký mè đó. Bữa nấu như thế này. Nấu rồi nấu xương về với nấu mè. Cái riền đồ này kia. Đó. Đây. Mời đây. Tôm đỉnh to luôn. Mà cái này lọt không chị? Lọt chứ. Lọt tôm lọt khó luôn đúng không? Tôm rồi cái bên kế bên cạnh đó là chả ốc. Ngon quá. Rồi kế bên đó là chả cá hả chị? Đúng rồi, chả cá, chả ốc. Chả cá, chả ốc. Và có thêm đậu mực nữa. Đậu mực hôm nay rất là ngon cả nhà. Dạ, đúng rồi đây chị. Bữa nay má cũng thấy chứ. Ngày dạ đúng rồi em, mỗi ngày một món thì chứ. Thấy chị nói đi anh trời ơi, đây nè, đây nè, đây nè chị. Đây em có mấy đứa này có lên mà đó, em có cái menu mà. Em chụp rồi em đưa bả trời ơi đi kiếm tại biết hồi nãy có tiếng hồ từ mình đánh này tiếng mấy đồng hồ má. Có kêu mấy đứa là nói là mà 12 giờ là mới 12 giờ mới bán lộn. Ủa lộn rồi đúng rồi. 1 giờ mới bán lộn chị. Chứ đâu có bán sớm đâu. Em đi mà nóng thôi. Nói dữ lắm luôn á chị. Đó, có trà đá này chứ, uống trà đá chứ. Đây vô đây vô đây, đậu mực rất là ngon luôn. Đó, trời đậu mực là bữa hộp cái dạng bữa hổm luôn. Đó, y như bữa hổm vậy anh. Dạ dạ dạ. Cái đậu rất là ngon. Trời ơi. Ngày hôm nay mình đang tiếp tục ghé lại chị Út như cả nhà. Tại vì do thứ 2 và thứ 6 là chị Út đổi món. Cho nên thành ra hôm nay rơi vào thứ 6 mình sẽ quay cho cả nhà món bún Thái. Nhưng mà thứ 2, thứ 6 hay đổi bữa để cho khách mình đỡ ngán. Cho nên nếu mà thứ 2, thứ 6 ở nhà không biết ăn món gì thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho chị Út nha. Rồi bây giờ chuẩn bị trưng tủ nè. Đó, đầu mực rất là ngon. Rồi có đây là chả ốc nè, ngồi chả nè. Chả cá. Dạ. Chị đó ha. Cơm hùng lại đó chị. Mà nay là dạ. kiếm kêu chị đi mua giùm luôn. Wow. Tại vì chỗ chị Út là bán hải sản. Dạ, 7 ngày 7 món. Cho nên thành ra là mình phải nhớ được cái menu. Dạ. Nãy giờ chị đi kiếm đâu chưa? Trời ơi, chạy có tiếng mấy đồng hồ đó. Đã tới tự lên đây. Từ Bình Chánh lên đây nắng quá nắng luôn. Ai cũng kiếm cho mình Út bằng được kìa chị ơi. Hồi nãy hai anh kia cũng vậy nữa. Cho em một cho bán cho bà, bán hai bịch đi. Đi bán một bịch cho em, một bịch đi ăn ngon nhớ đầu tiên là hai mỗi chiếc. Đưa cho bà cái menu, bà muốn ăn gì đi. Trời ơi, lên rau cái xanh tơ rối. Bắt đầu nhìn cái tủ rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Mới đã tiền chưa? Ừ. Ăn rồi ăn cái đã. Dạ. Vừa mực ngon. Đồ qua ngày thôi, bán đồ ngày nào ăn thử ngày đó à. Ồ. Đó, dạ, ngọt phải không? Dạ. Phẩm mới đem dạy vào chị đó luôn. Chứ chị có lấy sẵn nữa. Đồ mực thôi bị ngon nha, bữa hổm ăn cái bún mắm đồ mực ngon lắm. Giòn. Là. Dạ tái đó. Đậu không phải chứ. Đậu mực thôi là chị. Em bán đồ mực không chị? Đậu mực không có bạch tuộc. Cái này thì đưa cái chị cho thấy bà bảo thấy á, nó kêu em thôi vậy hả? Về chị hỏi thử rồi đó. Về chị hỏi bà thử coi phải là Sài Gòn phố không nha. Ừ. Sài Gòn thêm chữ phố. Dạ. Rồi dám lắm à. Dạ nó. Đưa lên Facebook. Dạ đưa lên Facebook đúng rồi. Thường ngày em cũng có ở lên YouTube đi. Em mượn cái nha. Cho chị. Ngon tuyệt vời luôn nhớ dạ. Nhìn mê quá ha. Giờ em nhìn thấy rau đồ này kia, nhìn mấy cái thức đồ ăn ngon. Mỗi ngày cái em cắt ra mớ đồ mực đó mà. Mà ngày thứ 2 với ngày thứ 6 là thay đổi món nha chị. Qua Thảo lấy lại đi em để cho nó đổ lại á. Thay đổi nha. Chị Út nhiều món lắm nên đâu có nấu không hết được ha. À, số điện thoại rồi em chỉnh số điện thoại rồi cái gì em gọi cho chú. Dạ đúng rồi, gọi em mình đã đặt nó cho mình là
thủy Bình Chánh. Ghiền á hả chị? Ghiền một chục hai chục bịch lắm á dạ. Chị ơi, chứ không phải phải mua gì đâu. Dạ xương nha. Ừ. Bánh xèo ha là mua là mấy chục cái trong thùng. Em đi mua. Cái đầu mực này ha. Ăn nó sụp sụp. Mình bán nhiều món gì dễ bán rồi, bán món không? Chưa đi chị bắt mấy câu hả? Hai câu. Cái mặt rồi ta. Chị. Có. Tô này là đầy đủ đó hả chị Út? Đầy đủ là có tôm, có chả, ốc chả là cá rồi tôm rồi mực rồi bò. Dạ. Đầy đủ. Cái tô này là bao nhiêu chị Út? 65.000. Dạ. 65.000. Ảnh kêu mua nè. Giờ còn xin mua rồi. Nó mua rồi chị. Có hành để có, chị con em chưa mua để em mua này chị. Cô chết rồi không có tiền lẻ. Cô lấy con 2 tờ. Con đang chụp nó đang tôn như 65.000 đúng không? Dạ. Hồi nãy em lo nghe một dưới số em vừa không nghe. Tại vì ba cái hải sản đồ nè, đồ nó rất là mắc đúng không chị Út? Em thấy có chị có trái chả ốc là ngon rồi nè, là khác người ta rồi nè. Trong rau thì sẽ có cù nèo, ốc chuối. Ngon quá ha, củ rau ngon quá ha. Rau nhút nữa nè. Đó. Đầy đủ luôn, tôi rối rối luôn.
Lâu lâu là chị mới quay lại món này đúng không? Đúng rồi. Hôm nay là lâu chưa chị? Lâu rồi, mấy tuần rồi đó. Dạ. Trước Tết tới giờ. Nhìn ngon quá trời luôn nè. Bò nó cũng tươi, nhìn ngon quá. Tại vì chị cũng mới lấy à, tất cả đều kiểu mới lấy. Chị làm buổi sáng người ta bán buổi chiều á cả nhà. Một giờ là chị Út sẽ ra đây nha. Bây giờ sáng mình đi chợ là mình đưa tiền hết cho người ta. Cái là trưa mình mới lấy mấy cái đồ này. Không có lẹ, không có đem về. Rồi cái là mình sáng ở chợ với đỡ cái đồ ngon. Khách khen chị Út hay quá, món gì cũng nấu được hết á. Ai mừng ơi. Không như là còn những món mà mình chưa tung chiêu nữa đúng không chị? Còn món gì mà chị chưa bán nữa? Mật kho. À. Tôm mà lấy mực gì chị ăn. Tôm sao quá hả? Không vậy. Không biết tôm với mực. Con này là chị mới lột đó hả? Đúng rồi, mới lột. Cái bên cái rổ này nãy chiều mình cháo nó lột. À. Nãy chiều bưng rổ đi. Coi như vậy là mới kịp thôi. Vậy tái mở vô trong nước mà em chị. Ê, chắc là phải làm cái đó. Đầy đủ nha. Thấy thèm quá, thấy muốn tháo chị em thèm quá. Cả nhà thấy có hấp dẫn không? Chưa, thường ngày mà lại chị Út ở cái tổ, chị Út lúc nào cũng làm cho Ngọc. Thấy là món nào cũng ngon hết cả nhà. Đó, mỗi món có một cái tính cách riêng, topping riêng ha. Nhớ ở đây là bạn đổi món. Và ngày thứ 2, thứ 6 là sẽ đổi món. Giống như là thứ 6 ngày hôm nay sẽ bán món bún thái này cả nhà, tại vì phải đổi menu. Thường ngày thì bán bún riêu với canh bún. Đi đi du lịch hả chị? Tối nay chị đi Bạc Liêu với Cà Mau. Trời ơi, xuống nghe chưa? Đi mày. Đi cho dịp với mẹ Nam Hải. Đi cho dịp à. Tối nay đi rồi. À. Ủa vậy là mai nghỉ gì chị? Mai nghỉ ngày. Mai nghỉ một ngày. Đi ít quá vậy, đi nhiều chút. Không, cái đó là đi chùa thôi. Dạ. Đi du lịch là đi khác. Dạ, chuẩn bị rồi phải không? Hết tháng Giêng là đi đúng không? Dạ, nói mấy câu vô nó được, có tiền đi không rồi. Thôi nhỏ. Khó ăn quá hả? Cái thằng đó nó khó ăn quá. Để hành hình trái tim. Hai con tôm. Vậy là không được không? Chả gì mà chả là hai con tôm. Hai cái chả với lại cái rau mực. Rau mực ăn rất là ngon. Tươi lắm cả nhà. Lần trước mình ăn bún mắm mình đã từng thử rồi. Đó, hơi bị đẹp luôn. Hơi bị hấp dẫn thế cả nhà ha. Nhìn qua màn hình chắc là bạn đang rất là đói rồi. Nếu mà cả nhà coi clip Sài Gòn Phố lâu á, thì biết là ở chợ chị Út là số 6 của công chức Ngọc Hân, phường 13, quận 11. Khó hơn thì cả nhà có thể điện cho chị Út nha. Để có thể đặt từ xa, số điện thoại chị Út là 0917 238 791. Wow. Ủa, hai tô là cho em đúng không chị? Ngồi đây ha, ngồi bệnh. Dạ, không ngồi bệnh cho mát chứ. Ngồi bệnh cho có rau thì mình ăn kèm cù nèo, rau nhút, rau kiểu bắp chuối, ngon, nó đầy đủ dĩa rau luôn, cả nhà nhầm nhúng vô nhìn nó tươi quá nha, tươi xanh mơn mởn. Đây em cầm cho. Qua đi chú Phương này. Dạ. Mẫn ơi, Mẫn đưa qua bệnh cho mẹ nha. Của em á, của em á, cho em bàn bên kia á, cho má anh Mẫn. Wow, quá đói.
nước mắm ăn mắm mè. Dạ mắm mè. Làm hai thứ cho em với tôi đi. Mè đi ngon hơn. Mắm mè. Dạ. Quay không? Quay không? Không không. Anh ghép đó là mua một tô 100 hả chị? Mua một tô 100 mà mua hai tô. Dạ. Của khách đặt hết. Thì là khách biết rồi. Nếu mà ở xa xa cái mình đặt ráp lại lấy thôi. Dạ. Còn mấy điện như chị thì chị đặt ráp cho. Dạ. Chị ráp ứng tiền. Cũng dễ mà giờ. Nếu mà 100 ngàn thì là nhiều. Nhiều đồ ăn hả chị? Đúng rồi. Chị đang làm 100 ngàn hả? À, là phải thêm nhiêu nhiêu thêm gì, thêm đồ vô, thêm này kia, đủ thứ vô cho khách. Chị phi luôn. Ăn liền chưa? Để em bỏ tái vô. Thôi bỏ vô. Em bỏ vô nước bèo nha tái. Chấm ba. Nếu mà chưa ăn liền là chị để bò riêng cho khách. Ờ, bỏ để bò vô trong bún. Dạ. Không có bị dai. À. Còn về ăn liền thì mình cứ đổ ra là tái nó chín rồi. Vừa phải. À, cho nó mềm vừa phải ăn ngon thôi. Chụm rau giùm em nha. Rồi, chụm rau luôn. Để cái đó luôn đi. Rồi, ra đây lấy luôn. Rồi, ra chứ, chị để đây. Đóng mua rồi. Lấy chụm rau cho. Để mà đớt, chứ mà chị ra. Ê, cho nhiều rau quá hả? Chấm ba. Là cái đó là hai bịch đó hả chị? À, hai bịch là hai rau rất là nhiều. Đúng rồi, nhiều. Nhiều rau. Ổng nước lộng quá, không nhau nhiều. Thôi thấy quá trời luôn á, nhầm khi ăn được ba tô luôn á. Mời lem, quá mời lem, quá thèm luôn cả nhà ơi. Một tô rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Này, cả nhà thấy ha.
có một tô này 65.000 đầy đủ. Có cái tái nè, tái là để ở trên nè, hơi hơi bỏ xuống cho nó hơi chín lại xíu nữa. Rồi đây là chả cá nè, chả ốc nè ha, hai con tôm nha, trái tim mùa đông luôn. Rồi có thêm là rau mực, đặc biệt rau mực thì rất là mắc mình biết. Hàng Ngọc thích ăn rau mực nhưng hay đi chợ rồi mua rau mực nên nó sẽ mắc hơn loại cái thịt đó bình thường. Rồi mình sẽ bỏ rau vô, một chút bắp chuối. Món này thì phải có rau muống, cù nèo, rồi cù nèo với lại rau nhút nữa. Nói chung là khi mà chị Út đổi món, có món mới thì mình sẽ quay lại cho cả nhà, quay thêm cho cả nhà chứ phải quay lại, quay thêm video về những cái món mà chị Út thay đổi để cả nhà mình thấy hấp dẫn thì có thể là đón để ăn. Rồi, chị Út đấy nêm đậm đà lắm cả nhà, hầu như món nào chị Út nêm đậm đà hết, mặn ngọt kiểu nó sắc á, làm cho mình ăn vô là mình có cảm tình liền luôn. Thôi nên thành ra là món nào của Út mình cũng khen là như vậy đó cả nhà, nó phù hợp với gia vị của Ngọc nha. Cái sự chua của cái phần bún thái này nó rất là dịu, bởi vì chị làm từ me, lấy cái cốt me ra nên nó chua dịu. Dạ cảm ơn chị, trời chanh ngon quá, chanh nước quá trời luôn. Thấy cái tô quá trời không cả nhà, cái tô này ăn bao no tới chiều luôn. Hình như là có nhiều anh chị với cô chú hay lộn á, chị Út bán là 1 giờ nha, 1 giờ mới có nha, sớm là không có đâu, vì cả nhà không có bán, phải bán đồ ăn sáng đâu. Ngon mực tươi ngon, hơn mà hơi bị xứng đáng luôn, ăn vô là sực 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 luôn. Đây là chả ốc. Chả ốc được nêm nêm nếm tiêu đồ này kia ha, không mà kiểu ăn kiểu sực sực, có một cái phần gì đó trong đây để làm cho nó sực sực, Ngọc cũng không biết rồi, nhưng mà ăn cái độ dai này cũng vừa phải. Ngọc biết là chả cá này sẽ dai hơn nè. Đây thử chả cá luôn. Đây là con tôm, một tô thì có 2 con tôm lận. Tô của anh quay phim này đầy đủ nè, lúc nãy từ đầu giờ là mình chưa có đụng luôn, một tô đầy đủ là như này là 65 nha cả nhà. Rồi tóm lại là món này của chị Út bán cũng rất là ngon, đặc biệt là tôm xong rồi mấy cái này rất là tươi ha. Thì nếu mà cả nhà thấy là món ngày hôm nay hấp dẫn thì chị Út là ở số 61 hay là số 6? Số 61 hả? Trời ơi, đầu tiên hình như mình quay quá trời clip luôn mà Ngọc vẫn quên là ở đây là số 61 của đường Công Chúa Ngọc Hân, quận 11 nha cả nhà. Nhắc đi nhắc lại địa chỉ rất là nhiều lần để cả nhà dễ kiếm. Cái ngã tư đằng sau mình là Lãnh Minh Thăng với lại Công Chúa Ngọc Hân đó, ngay cái góc ngã tư. Chị Út sẽ ra 1 giờ nha, tầm 1 giờ trở đi thì mới có đồ bán nha, đến sớm mới là không có đồ ăn nấu kịp nha cả nhà. Ok, trà đá chỗ chị cũng ngon lắm luôn á, chỗ không biết này giờ. Thôi, nếu mà cả nhà ăn thử mấy món khác của chị Út rồi thì nhớ comment cho Ngọc biết với nghe. Ngọc sẽ ăn tiếp ở bài cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà của mình trong những video tiếp theo của Sài Gòn Phố nha.